Dạ, xin kính chào cô chú anh chị, em thích mai vàng đam mê sưu tầm nên sang thị trường cả nước đã quay trở lại với kênh cuộc sống của mình thời gian ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với địa điểm bán phôi mai của anh Tuấn ở chỗ Tắc đó cô chú anh chị. Tại giao lưu hôm nay là mình có một lô phôi mai vàng, đa số là những cây bonsai chú anh chị ha. Dạ, cây bonsai lùng lực nha quý cô chú anh chị. À, dạ đây là một số phôi, xíu nữa là anh sẽ giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình luôn ha. À, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ kênh. À, chúc cô chú mình sẽ xem clip thật là vui và chọn được phôi mai ưng ý luôn nha quý cô chú. À, em xin phép được vô clip giới thiệu phôi mai hôm nay của anh Tuấn luôn ạ. Dạ em xin chào anh Tuấn ơi. Chào Phương Phương ơi. Dạ chào em, chào cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay em có về được 8 phôi với một cây tàn, con giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0933 890 44 là số Zalo luôn nha. Dạ. Địa chỉ là ấp nhất xã Thành Hòa, Phường Hiệp, Hậu Giang. Dạ rồi. Rồi đầu tiên mình bước vô mã số 1 nha. Là một phôi lùng lực. Dạ, đầu clip là một cây bonsai lùng lực luôn cô chú anh chị nha. Cây này là củ đế rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây này em bứng về cũng hơi lâu rồi. Dạ. Da tược. Cây này cũng đã đâm tược sống khỏe hết rồi cô chú anh chị, mình yên tâm luôn rồi. Khỏe rồi, cái nồi đế này đặt kẹo đế luôn nha cô chú. Nó nằm trong cái lu. Dạ. Rồi cây này là siêu lùng lực luôn nha quý cô chú nha. Rồi, em đo thông số luôn ha. Dạ. Dạ cao là 48 ạ. À. Còn thân ở hoành này, hoành chỉnh luôn nha cô chú anh chị. Là 44 ạ. Dạ vị trí này 44. Đo chùm nhánh tử luôn ha. Là nó 60, 59. Dạ. 59 nha cô chú anh chị. Nồi đế là 135 ạ. Dạ. Đường kính bầu là 70. Đế nó giáp cái bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, một cây lùng lực luôn với cô chú anh chị. Mặt cắt thì kéo nhựa mạnh, đâm tược sống khỏe cô chú anh chị mình yên tâm ha. Mấy cái da nó lên da tróc xù xì hết trơn nha cô chú. Cái đế này như một khói đặc luôn ha. Dạ rồi, mã số 1 này em giao lưu với giá là 13 triệu ạ. Dạ. Bao ship 300 km. 13 triệu một phôi mai vàng mã số 1, cây lùng lực luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ tiếp theo mã số 2 nha cô chú anh chị. Cũng là một phôi lùng lực nha. Cây này nó lắc đẹp lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Mình thấy nó lắc. Cây cũ quá trời. Cái này nở hậu nhau với cô chú anh chị. Cũng là một cây bonsai lùng lực luôn ạ. Mặt cắt kéo nhựa rất là mạnh rồi quý anh chị ha. Rồi, vô con số luôn ha. Dạ. Cao là 68 ạ. Còn đây. Ngay vị trí này là 62 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Xịt lên 60. Rồi. Dạ. Hoành thân lớn là 40. Dạ. Cái củ này là 99 nha. Dạ. Cái này nó hơi nôm nôm nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 63. Cục măng luôn. Dạ. Cộng rễ lực lực không cô chú anh chị ha. Mặt cắt lớn chứ nhựa mạnh luôn à. Còn cái này đã cái nhựa rất là mạnh đó cô chú. Rồi. Thân lắc lượng rất là đẹp nha. Cái này như cái bút măng gì đó với cô chú chị. Rồi mã số 2 là em giao lưu với giá là 19 triệu ạ. À. Bao ship 300 km. À. Dạ 19 triệu mã số 2 nha cô chú chị ha. Dạ tiếp theo là mã số 3. Mã số 3.
cũng là một phôi lùng lực luôn nha, chi cành nó đóng đều. Dạ. Cây này cũng sống khỏe hết rồi cô chú anh chị. Có một cây tử thì cũng quái quái nha quý cô chú. Tầm số luôn ha. Cao là 60 ạ. Hoành là 45 ạ. Dạ. Đường kính bầu này là 54 ạ. À, cây này nó cái da nó xù xì hết trơn da cô chú chị. Cây này già lắm rồi. Dạ. Chị cành cái đóng rất là đẹp nha cô chú chị. Rồi, phôi mai vàng mã số 3 nha quý cô chú ha. À, mã số 3 này em giao lưu với giá là 5 triệu ạ. Dạ. Rồi, 5 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 4 là một cây trực nha. Chi cành đóng đều đẹp. Đế lực nha, cộng bắp 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 bắp. Này đế đặt luôn á cô chú anh chị. Cộng rễ rất là lực luôn ha. Cây này là cây bông giảo luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Nó cũng có lên xù. Rồi, cái này là xù trải luôn anh ha. Xù trải. Dạ. Rồi tay cành có hết nha quý cô chú anh chị. Rồi, nó thông số luôn ha. Cao này là 95 ạ. Dạ. Hoành là 47 ạ. Dạ rồi. Đường kính bầu là 65 ạ. Dạ. Rễ nó gói gói kính bầu luôn nha cô chú anh chị. Rễ bự bự không. Dạ. Rồi cây này cũng là một phôi mai lùng lực mà đang xù chải luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 4 này em giao lưu với giá là 17 triệu ạ. Dạ. Rồi tay cành thì bỏ đều hết trơn luôn ạ. 17 triệu mã số 4. Chụp ra mã số 5. Rồi mã số 5. Cũng một em lùng lực luôn quý cô chú chị ha. Cũ nở luôn ạ. Cây này nó cũng lên xù nha. Nu. Dạ. Cây sống khỏe. Rồi, nguyên cái củ đặc luôn quý cô chú anh chị nha. Giá à. Dạ, cao là 78 ạ. Dạ. Hoành là 40. Dạ rồi. Củ này củ đặc luôn nha. Là 75. Đường kính bầu là 60. Rồi cái lùng lực mà đang xù luôn nha quý cô chú chị, đang lên xù luôn ha. Có cái củ lớn. Có được cục trứng nè. Rồi cây lên xù đâm tường sống khỏe luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ. À, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi mã số 5 này là mã số 5 này em giao lưu với giá là 7 triệu ạ. Dạ, 7 triệu nha cô chú anh chị. Lùng lực xù củ não luôn đó cô chú anh chị. Dạ, dạ, em xin phép gỡ cây luôn ha. Rồi mã số 6. Số 6 cây này đế sổ nôm, đế cứng hết trơn nha. Rồi, đế sổ chi cành đóng đều. Mình có một cây tử luôn cô chú chị. Giá cao là 79 ạ. Dạ. Hoành ngay đây là 32. Dạ rồi. Sổ nôm là 30.
hoành đế là 130. Cái này đế nơm mà còn gửi lớn lớn không mà quý cô chú anh chị nha. Rồi mã số 6 này em giao lưu với giá là 3,5 triệu ạ. Dạ 3,5 triệu, cây cũng đang sống rất là khỏe nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi em đã nha. Rồi mã số 7 cũng là một pho lùng lực luôn nha. Rồi. Cái này củ đế cứng nhắc hết luôn. Rồi, củ đế nó đặt cái bầu luôn rồi cô chú anh chị. Cái bầu hột xài nha, cái bầu dài. Nó đặt cứng như đây hết. Không có trống nha. Nguyên một khối luôn. Dạ cao là 66 ạ. Dạ. Hoành là 38 ạ. Dạ. 38 hoành. Đế khoảng 170 nha. Cái này đế đặt kẹo luôn á. Đế đặt kẹo luôn. Cái này bầu chiều dài là 79. Ngang là 60. Rồi, cô chú anh chị mình xem lại lần nữa bộ đế giúp em ha. Đế đặt cứng luôn nha, không có trống chỗ nào luôn. Nó còn gói gói trong này nữa nè. Nè. Dưới này là còn hết nha. Cái này dưới này, gói gói gói. Cái da nó cũng xù xì luôn rồi cô chú anh chị. Dạ phôi này là mã số 7. Mã số 7. Mã số 7 này em giao lưu với giá là 13 triệu ạ. Dạ 13 triệu nha cô chú anh chị. Một cây bonsai lùng lực. Chụp. Rồi mã số 8. Mã số 8 là một cây trực. Rồi cây này cũng đã đâm từ sống khỏe luôn rồi quý cô chú anh chị nha. Rồi. Quá trời cái đế nó lực rồi nha cô chú anh chị, cộng đế bắp bắp luôn á. Đế này đế nở chạc đều bầu luôn á cô chú anh chị nha. Cái lớp da của nó xù xì rất là già cây luôn ạ. Cây này cũng bông 12 cánh, 9 cánh luôn nha. Dạ. 7, 9, 12 cánh. Dạ, rồi em xin thông số luôn anh ha. Cao là 119 ạ. Dạ. Bốn mươi hai nha cô chú. Này phải 200 ạ. Dạ. Đế lực cộng đế là cho bá không mà cô chú anh chị. Rồi em này cũng rất là già rồi với cô chú anh chị ha. Cái lên da nó xù hết. Dạ. Xù xì hết. Lên da cóc hết. Dạ. À, cái mã số 8 mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi mã số 8 này em giao lưu với giá là 15 triệu ạ. Dạ 15 triệu nha quý cô chú anh chị. Bao ship 300 km. Dạ. Rồi bước qua mã số 9 nha cô chú anh chị. Mã số 9 cũng là mã số cuối cùng nha. Là một cây tàn. Dạ. Cây tàn dáng trực phơm tàn thông luôn quý cô chú nha. Cây này em cũng mới vô dây. Cây này là bông chơi Tết là vừa luôn nha cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn. Dạ, cái này nút nụ kim cũng khá là nhiều luôn á cô chú anh chị. Cây này cây ghim nha. Dạ. Cao nó là khoảng 1m8. Bề nghe. Tá ngang 1m8 luôn ạ. À, một cốt chi cành đóng đều nha. Cây này nút nụ là ok ha quý cô chú anh chị ha. Dạ, tay cầm đều đế cũng khá đế nha quý cô chú anh chị. Này tới Tết tháo dây ra là chơi bông Tết luôn được nha cô chú anh chị. Dạ.
nó cũng già cây lắm rồi, nó lên da cóc. Cái đế lên da cóc thù xì hết trơn rồi nha quý cô chú anh chị. Để vô đâu hoành nha. Hoành là 32 nha cô chú anh chị. Dạ 32 hoành. Đế nó cũng đều hết. Cái chậu này là hình như chậu chậu chính. Cây này cũng thấp thân khá là thấp đó quý cô chú anh chị. Thân lên là khoảng chỉ có 25 à. Dạ. Rồi cái tàn mã số 9 này tàn thông luôn quý cô chú chị, một cốt luôn ha. Rồi mã số 9 này em giao lưu với giá là 11 triệu ạ. Dạ. Bao ship 300 km. Rồi 11 triệu. Dạ rồi cuối clip thì cũng kính chúc cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ạ. Dạ. Thôi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây để hẹn quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Hậu Giang ạ.